Tao nói mày nghe mà mày không nghe cái lời tao nói, sao thằng kia có ghen mới hay có sao, nói đi mà tán cái ly nếu như mày không nghe lời tao nói mày nghe. Thì mày có rất nhiều bạn, huynh đệ có tất cả đội, trang bị súng ống và rất nhiều đạn. Ra đường buôn hàng nhỏ lẻ, tô vẽ làm giàu kinh tế đều đặn. Ông con lại ỷ vào gốc mình bự, sống đéo trình tự và rất liều mạng.